Các bạn đã đến với Di Động Nhật Nam. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video nha. Ngoài ra nếu mà khi theo dõi kỹ các clip mà kết cái sản phẩm nào thì ủng hộ mình mua máy thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123. Shop mình là chuyên bán máy cũ, hàng dùng rồi nhưng còn rất chất lượng, cam kết là không bán máy sửa chữa và bảo hành rất là lâu, một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn nếu có lỗi của nhà sản xuất các bạn nhé. Thì clip này sẽ đầu tiên để mở màn thì đây có mấy con máy hạ giá bán rẻ cho các bạn. Đây là con K30, con Xiaomi, con Redmi chứ, Redmi K30, máy vào khoảng 99%, hàng zin chuẩn, và con này là hàng xách tay nhưng mà dùng sim siếc ngon lành và tiếng Việt đầy đủ các kiểu nhé. Màu tím, máy zin nguyên bản, hai camera trước luôn, pin trâu, cấu hình khỏe, chơi game rất ngon, và giá chỉ có 3,4 triệu thôi. Giá mình báo ở đây là giá máy trần, không có kèm sạc và phụ kiện các bạn nhé. Nếu như các bạn chưa có sạc thì các bạn cũng có thể mua kèm theo khi mua máy tại shop. Bên shop mình có bán sạc. Tuy nhiên khi báo giá thì chỉ báo giá máy trần thế này thôi để cho các bạn thuận tiện trong cái việc muốn mua sạc hay là không. Tiếp theo thì có một con Xiaomi cũng là sản phẩm chơi game khá là ngon. Đó là con Poco X3 NFC phiên bản 128GB, màn hình to. Pin con này khá trâu, hơn 5.000. Và con máy nhìn cũng khá là hầm hố, giá thì cũng cực kỳ là hấp dẫn. 3,7 triệu thôi các bạn, 3,7 triệu. Con này là hàng chính hãng, dùng được 2 sim ngon lành, chuẩn chỉ. Chính hãng thì khỏi phải nghĩ rồi, chắc chắn 2 sim và sử dụng rất là thuần Việt, ok. Giá máy trần 3,7 triệu. Tiếp theo nữa là có một con Vivo i53s, máy mới keng không có hộp. Máy màu tím đa sắc các bạn nhé. Tức là khi có ánh sáng thì có thể nó đổi màu linh tinh nên gọi đa sắc. Và đây là một con máy mới không có hộp thôi. RAM 8, bộ nhớ 128GB, là hàng chuẩn mới luôn, chưa ai dùng. Còn bảo hành chính hãng. Chính hãng dùng được 2 sim, ngon lành cành đào. Vivo i53s các bạn nhé, và có đúng một máy thôi. Hôm nay có giá bán là 4,2 triệu. Con này khá mới, khá chất luôn. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn mấy con Samsung đây nữa. Samsung A12 màu trắng. Máy trong tình trạng là zin nguyên, đẹp keng, chuẩn chỉ, màu trắng các bạn nhé. Màu trắng. Màn hình là 6.4 inch, 6.5 inch. RAM 4, bộ nhớ là 128GB, 4 camera và là chính hãng của Samsung. Samsung Galaxy A12. 2 sim ngon lành cành đào và giá bán của nó là 3 triệu các bạn nhé. Giá máy trần 3 triệu. Tiếp theo là A22. A22 khá là mới, màu đen, giá là 4,2 triệu. Con này thì cấu hình RAM 6, bộ nhớ là 128GB, cũng là phiên bản chính hãng, dùng được 2 sim ngon lành. Máy màu đen, khá là chất. 4,2 triệu. Và tiếp theo cũng là Samsung nữa, đó là Samsung Galaxy M12, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này pin rất trâu, pin tới 6.000 luôn, cực kỳ là khủng luôn đối với phân khúc tầm trung. Và giá cũng chỉ có 3 triệu thôi các bạn nhé. 3 triệu, pin 6.000, 4 camera sau, máy màu xanh khá là mới, máy trần, tươi xanh như nồi chanh luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì Samsung Galaxy A50s, máy bị nhăm lưng do dùng ốp cho nên thanh lý với giá 3 triệu. Con này zin nguyên bản, sử dụng ok, ngon lành, 2 sim. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 4.000, màn hình giọt nước 6.4 inch, màu xanh. Máy chỉ bị nhăm tí lưng thôi, còn ngoài ra là zin nguyên bản, nhà sản xuất và chính hãng, 2 sim. Màn hình Super AMOLED cực kỳ là rõ nét, mượt mà, êm ái, giá bán chỉ có 3 triệu. Bên cạnh đó thì có con A50s màu trắng, máy leng keng như xà beng, chuẩn chỉ luôn, màu trắng. Ngon lành cành đào, khá là chất, và giá bán của con này là 3,4 triệu. Con này thì zin keng, đẹp không tì vết các bạn nhé. Zin leng keng như xà beng, màu trắng. Tiếp theo thì mình có sản phẩm Samsung Galaxy J4 Core, máy màu gold cũng khá là đẹp. Màn hình to, con này màn hình khá là to, to vật vã, nhưng giá chỉ có 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu. Và tiếp theo nữa đây là J7 Pro huyền thoại màu gold. Máy zin nguyên bản, ngoại hình vào khoảng 98%, giá 1,9 triệu các bạn nhé. Giá 1,9 triệu, máy zin nguyên bản 32GB, J7 Pro huyền thoại nha các bạn, chính hãng, 2 sim.
Tiếp theo đây thì có S20 Ultra với quả camera cực khủng 108MP, màu xám lông chuột, máy mới keng thanh lý trong hãng ra. RAM 12, bộ nhớ 128GB, pin trâu, cấu hình thì cực kỳ êm ái mượt mà, camera thì khỏi phải nghĩ nhá. Do 100X cơ mà. Và giá bán của nó là 10 triệu 500. Đây là phiên bản chính hãng, dùng được 2 SIM ngon lành, cam kết zin và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng đối với tất cả sản phẩm khi shop Nhật Nam bán ra các bạn nhé. Tiếp theo là Note 20 Ultra, một sản phẩm khá là đẳng cấp, rất là ok, màu đen, máy mới tồn kho đã lâu và hôm nay bán cho các bạn với giá 14 triệu. Con này là sản phẩm chính hãng. 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 256GB, máy mới keng, mình tồn kho ở đây rất lâu rồi. Hôm nay xả hàng với giá 14 triệu cho các bạn nhé. Và tiếp theo nữa đây là S20 Plus, hay còn gọi là S20 cộng, chính hãng của Samsung. Con này cũng khá là chất và có giá bán cho các bạn là 9 triệu chẵn. Màu xám khá là mới, phiên bản chính hãng, dùng 2 SIM ngon lành. Chuẩn chỉ đẹp hết sảy con bà 7 luôn. Màu xám lông chuột các bạn nhé, có 2 máy. Đồng giá là 9 triệu trên một máy, giá máy trần và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Tiếp theo thì còn duy nhất một con S10 nhỏ màu đen, len keng như xà beng. Con này ngoại hình thì tầm 99%, lý do là ở viền là có dùng cái ốp lên có một vài vết những cái lăm nhăm nhỏ thôi, nhưng mà không phải cấn móp hay bể vỡ gì hết. Còn tổng thể ngoài ra thì nhìn con máy khá là chất, ok, bình thường, ngon lành. RAM 8, bộ nhớ 128GB là S10 nhỏ chính hãng, có giá bán là 5 triệu 4 và có đúng một cái thôi các bạn nhé. Máy rất là ok, zin nguyên, chính hãng, dùng được 2 SIM. Tiếp theo là Samsung Galaxy A32. Con máy này khá mới luôn, mới leng keng như xà beng. Nếu như đưa cho bạn con máy này thì các bạn sẽ tưởng là máy mới luôn, bởi vì là nó chỉ thua máy mới cái hộp thôi. Ngoại hình mới keng và chuẩn chỉ zin nguyên, chính hãng. RAM 6, bộ nhớ 128GB, thiết kế theo phong cách khá là trẻ trung, lịch lãm, chuẩn chỉ luôn. Và giá bán chỉ có 4 triệu rưỡi. Samsung Galaxy A32 các bạn nhé. Có cả ốp dẻo chính hãng vẫn còn đây, kèm theo luôn, 4 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo nữa đây là sản phẩm Samsung Galaxy A52s, màu xanh ngọc, màu xanh lá đấy các bạn, màu xanh nhạt nhạt, rất là khả ái, rất là đẹp. Và con này màn hình to, cấu hình khỏe, pin trâu, chính hãng, dùng được 2 SIM. RAM 8, bộ nhớ 128GB và là phiên bản 5G chắc chắn rồi. 5G, 2 SIM ngon lành cành đào. Và giá bán của Samsung Galaxy A52s như mới này, còn bảo hành chính hãng rất lâu đây, và máy không khác gì máy mới, chỉ thua máy mới cái hộp thôi. Giá là 6 triệu rưỡi các bạn nhé, 6 triệu rưỡi. Bên cạnh đó thì có màu đen, cũng là 6 triệu rưỡi. Màu đen, len keng như xà beng, cũng là 6 triệu rưỡi và cũng như máy mới luôn. Không khác gì máy mới, chỉ thua máy mới là không có hộp và phụ kiện. Nhưng chắc chắn rồi sẽ rẻ hơn máy mới. Đó, tiết kiệm. Phiên bản 5G A52s rất là chất nhá, hàng trôi bảo hành thôi. Tiếp theo là một con máy pin tới 7000, đó là con M51 màu đen, có duy nhất một máy. Pin tới 7000, con này cấu hình cũng khủng mà ra. RAM cao, cấu hình khủng mà pin cũng nhiều, pin rất trâu. Xài không biết bao giờ mới hết pin nữa đây nhỉ. 7000 xài vật vã luôn, xem phim là bơ phờ mờ hết mắt luôn. RAM 8, bộ nhớ 128GB và được trang bị chip Snapdragon của Mỹ 730 các bạn nhé. Duy nhất một cái màu đen, đẹp len keng như xà beng, như máy mới, và giá của nó là 5 triệu 900 ngàn. 5 triệu 900 ngàn. Tiếp theo nữa đây là Samsung Galaxy A51, RAM 6, bộ nhớ 128GB, màu đen, sản phẩm đẹp len keng xà beng, chính hãng, 2 SIM, màn hình 6.5 inch, khá là chất, sản phẩm bán rất chạy, giá 4 triệu 300 ngàn các bạn nhé. Và sau đây là mấy con máy nguyên hộp bán luôn cho các bạn. Oppo A94 nguyên hộp, mới keng tồn kho, mới keng nha, để mình xem phải mới không. Ốp yếc là chưa ai dùng thì phải, đúng rồi, mới luôn. Ốp yếc sách hướng dẫn là chưa phá zin, chưa ai dùng. Máy cũng thế. Con này hàng tồn kho, hàng kích bảo hành rồi, nhưng mà làm máy mới nguyên hộp các bạn nhé, đầy đủ phụ kiện. Và đây là màu xanh light tím tím, các bạn thấy không? Đấy, ông ánh khi ra ánh sáng đổi màu nhá.
A94 chính hãng, dùng được 2 sim. Máy mới keng xả beng, phụ kiện mới keng xả beng chưa dùng luôn. Và giá bán của nó là 5 triệu nha. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin trâu, cấu hình khỏe. Và hơn thế nữa là máy nguyên mới, tồn kho thanh lý với giá 5 triệu nha các bạn. Tiếp theo là Realme 7R nguyên hộp, nhưng con này dùng rồi chứ không phải mới. Đấy, mình sẽ nói rõ tình trạng mới nói mới, dùng rồi nói dùng rồi. Con này là hàng đã qua sử dụng, tuy nhiên là còn nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện zin kèm theo máy các bạn nha. Có lấy thế. Ok, màu xanh lơ. Màu xanh lơ. Máy vào khoảng 99% nguyên zin, RAM 8, bộ nhớ 128GB và có bộ sạc zin kèm theo. Máy đã qua sử dụng và nguyên hộp có sạc. Với giá bán là 4.800.000 các bạn nhé. Realme 7R cấu hình rất là khủng đấy. RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin trâu và chip Snapdragon 720G 8 nhân khá là chất. Tiếp theo là Oppo A74, con này cũng dùng lướt thôi nhưng còn rất mới, không khác gì một chiếc máy mới. Và giá bán của con Oppo A74 này là 4.500.000, nguyên hộp và có phụ kiện. Máy màu xanh, còn bảo hành chính hãng đến tháng 10, tuy nhiên tháng 10 thì nó còn bảo hành ít hơn cả shop Di Động Nhật Nam rồi. Di Động Nhật Nam bảo hành tới 6 tháng các bạn cơ, nên các bạn cứ bảo hành bên mình cho chắc ăn. Và đây là máy mới keng xả beng luôn, màu xanh, 4.500.000 các bạn nhé. A74 Oppo, con này pin rất trâu nhưng vẫn đạt được một cái ngoại hình gọi là nhẹ, mỏng, đẹp, chuẩn. Nói chung là rất là thanh lịch đấy, nhưng pin rất trâu, pin 5000 và RAM 8, bộ nhớ 128GB. Oppo A74 các bạn nhé. Nguyên hộp có sạc zin kèm theo. Máy rất mới, dùng lướt. Giá chỉ có 4.500.000 thôi, A74 có đúng một cái. Và tiếp theo là A30S. Màu xanh, hàng tồn kho, trong kho cũng đã lâu nên cái hộp nhìn rất cũ nhưng máy mới keng. Máy và phụ kiện mới keng. Thậm chí ốp cũng chưa ai dùng nên mới keng luôn đây các bạn thấy này đó. Cái hộp bên ngoài răng qua dở lại rồi vận chuyển. Đấy, nó hơi bẩn thôi. Ngoài ra là máy mới cứng luôn, A30S, máy mới keng xà beng. Con này màu xanh, các bạn thấy này, mới keng này, nhìn chân sạc chân tai nghe thì biết mới rồi ha. Rất là sạch sẽ, RAM 4, bộ nhớ là 64GB, pin là 4000. Màn hình AMOLED và nguyên mới này với giá 3.500.000, có đúng một cái thôi. Cho các bạn nào thích con này mà muốn mua mới chứ an tâm thì đây, đây là con máy mới chưa ai dùng. Nhưng cái hộp nó nhào nát rồi nhá. Tiếp theo là A52S 5G, cũng là hàng mới và còn nguyên hộp luôn. Chưa ai dùng và kích bảo hành thôi, màu đen. Con này thì mình bán đắt hơn hai cái con không hộp kia 300.000, là 6.800.000 các bạn nhé. 6.800.000, con này nguyên mới luôn, chưa ai dùng. Tiếp theo thêm một con nguyên mới nữa, đó là con S21 cộng 5G, hay còn gọi là S21 Plus 5G. Hôm nay mình ế lâu quá, nguyên mới nhưng mình thanh lý với giá 12.500.000 thôi. Con này RAM 12, con này RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB thì phải. Không biết là con này RAM bao nhiêu để mình nhìn ở hộp coi, lâu ngày không bán rồi quên. Đúng rồi, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin 4500. Máy là máy màu tím và viền gold các bạn nhé. Phối màu rất là đẹp và đây là một con máy nguyên mới, nguyên hộp. Nguyên hộp nhưng mình phải lưu ý đây là hộp mỏng nên không có cóc sạc các bạn nhé. Hãng Samsung bây giờ không tặng cóc sạc đối với dòng hộp mỏng. Các bạn cứ thấy hộp mỏng này là không có. Đời cao cấp là làm hộp mỏng. Đấy, dòng S. Con này mới keng luôn và thanh lý cho bạn với giá 12.500.000. Tiếp theo là Oppo A93. Con này cũng là hàng dùng lướt, còn rất mới, không khác gì máy mới. 2 cam trước, 4 cam sau, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Ngoại hình thì cực kỳ đẹp rồi. Máy thì khỏi phải chê, ốp dẻo còn nguyên chưa dùng. Đấy, con này siêu lướt, quả là rất là đúng luôn. Bởi vì không khác gì một chiếc máy mới luôn, còn nguyên hộp và có sạc zin đầy đủ nhé. 2 cam trước, RAM 8, bộ nhớ 128GB, Oppo A93. Và có giá bán là 4.500.000, có đúng một cái thôi. Có đúng một cái nguyên mới thế này thôi các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là con Mi 11T, phiên bản đặc biệt, phiên bản 256GB. Con này camera 108MP, các bạn thấy in luôn ngoài hộp này. 5G và chơi game thì bao phê. Đây là một chiếc máy mới, phiên bản cao, phiên bản 256GB, chưa khui siêu. Đầy đủ
sạc phụ kiện các cái. 67W sạc zin và nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện. Chưa cả khui siêu màn hình. Máy màu xanh, khá là chất, camera thì cực khủng rồi. Máy này cũng rất là khủng và hôm nay thanh lý cho các bạn với giá 8 triệu rưỡi thu hồi vốn. Có một cái duy nhất thôi các bạn nhé. Xiaomi 11T, 8 triệu rưỡi cực khủng, phiên bản 256GB luôn nhé. Rồi tiếp theo là con Xiaomi 11 Lite. 11 Lite. Con này thì bán cho các bạn với giá 5 triệu, con này có hộp nhưng không có phụ kiện và máy rất mới. Màu hường. Đấy. Màu hường các bạn nhé, máy mới keng luôn nhưng hộp là không có phụ kiện, chỉ có mỗi máy và hộp thôi. Giá bán luôn cho các bạn với giá 5 triệu, cực kỳ là rẻ luôn. Rất là ok các bạn nhé. Rồi vừa rồi thì mình thấy khá là nhiều máy êm và giá rẻ đấy các bạn. Bạn nào kết sản phẩm nào thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Ngoài ra các bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp xem và mua hàng. Đến trực tiếp thì không cần đặt cọc, còn những bạn ở xa vui lòng đặt cọc trước từ 1 đến 500 ngàn. Sau đó là gửi địa chỉ cho shop Nhật Nam, shop Nhật Nam sẽ ship code đến tận nhà cho các bạn và các bạn được kiểm tra hàng, test máy rồi mới thanh toán nốt cái số tiền còn lại các bạn nhé. Về hình thức đặt cọc thì shop Nhật Nam nhận là chuyển khoản ngân hàng nè, hoặc là bằng thẻ cào giấy này, chứ đừng bắn tiền vào điện thoại nhé. Mọi hình thức nếu như ai không biết hay như thế nào đó mà bắn tiền vào số điện thoại của Nhật Nam là xem như là mất, không được hoàn trả lại và cũng không được chốt đơn hàng theo cái hình thức đó các bạn nhé. Mình nói rõ để tránh mất lòng. Và bên mình cũng không bao phí ship. Bên mình chỉ cam kết là hàng zin và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Những lỗi rơi rớt vào nước sẽ không được bảo hành nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.